trộn miếng thịt sắc ra cũng quá trời. Trên đó thầm hơi hơi người đã trở lại với kênh MBT 63 ha. Thì trong video lần này thì gia đình sẽ làm món một món mắm là mắm chưng nha. Thì mắm chưng ở đây thì mình gồm có một cái bịch mắm nè. Bịch mắm này tầm 20.000 không? 20.000. Hai một bịch mắm 20.000, một miếng nước nấu cho nó gã ra nha. Và cái này là thịt. Thịt nhiều quá không ta? Sao có miếng mắm mà cũng thịt nhiều vậy? Có làm gì nữa không? Không. Nhiều quá thì bỏ này chứ. Ừ, nhiều quá. Cái miếng mắm ít mà là thịt nhiều quá. Chúng ta chuẩn bị cái này là lát nữa chúng ta luộc. Đậu lan luộc chung kèm. Đậu lan nữa nè. Mắm này thường là có khổ qua này ăn ngon. Khổ qua đèo. Nhỏ nhỏ nè. Được. Còn này gạo lan. Gạo lan kiều nẹo luôn chứ. Kiều nẹo luôn hả? Ừ. Đâu không thấy ta? À, ở dưới này đó. U, có đậu ấp nữa nè. Chè đủ đồ chưa nha. Loại, đây, kiều nẹo bên này chứ. Bên đây thì trong khi chúng ta nấu cái này cho nó gã ra nha. Gã hết ra chúng ta dùng cái đầu lược, chúng ta lược lấy cái phần mắm thôi. Còn sáng mình ăn cái này nữa. Đậu hũ chiên. Đậu sấy. Ăn quá trời dịch, ăn quá trời vậy. Sắc cho đó, thịt mình sẽ xác ra những cái lát to to gì thế, sau đó cái mình bầm cái nữa. Bầm mình để còn viên viên như hạt lựu chứ đừng mà gọi là bầm nhuyễn quá nha. Để còn cái hộp như hộp lựu thì lúc ăn nó mới ngon. Trời, thịt dễ xác nha. Trộn miếng thịt sắc ra cũng quá trời. Đó, kế tiếp mình sẽ cắt ra một cái đường ngang cho nó nữa. Cắt ra chút nữa bầm nữa không? Cắt cái này còn bầm nữa không? Bầm sơ. Cái này mình bầm cũng được nè. Rồi cắt ra chút nữa dễ bầm đúng không? Đó, cắt ngang cắt dọc cho nó ra cái hộp nhỏ nhỏ rồi mình sẽ bầm lần phát nữa là xong. Mắm này thì ăn chủ yếu rồi phải có rau nhiều. Mắm này ăn không cũng ăn không nổi đâu, phải có rau. Rau thì cái này là mình thích ăn rau gì thì mình ăn rau đó thôi. Rau thì mình cứ luộc là xong. Thì nhà mình đó thường thì ăn khổ qua nha. Khổ qua đèo. Lúc nào mà cái này là mắm phải có khổ qua đèo. Mắm cái mùi cái vị nó mặn 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 á, ăn với mặn mặn ngọt ngọt. Mình sẽ ăn với khổ qua thì có vị đắng, ăn nó sẽ hài hòa hơn. Và bên này thì mình sẽ dùng đũa mình sơ cho nát ra nha. Để mình ra hết mấy cái con mắm á. Trên đó thì hơi hơi nóng nóng là nó gã còn xương không thấy không? Nấu sôi chút nữa là nó gã ra hết luôn. Mình sẽ lấy cái phần nước xương thì mình sẽ lấy cái đồ lược lược ra, bỏ xương nha.
Ở đây thì mình sẽ xắt một miếng tỏi để mình phi thịt nha, cho nó thơm, với lại cho nó săn thịt nữa. Tỏi mình cứ băm nhỏ ra, rồi cho vào. Rồi kìa. Cho chút dầu ăn vô. Phía bên này cũng sôi dữ lắm rồi nè, chắc gần được rồi. Rồi, mình sẽ cho thịt vô ha. Ngộ lắm, thịt á, bỏ vô thì nó gì nè. Rồi bà gọi bỏ vô thì như nó có chất mỡ gì vậy. Bà gọi để vô là nó cũng dính vậy mà một cần dây sao nó nhả ra, nó mỡ nó ra. Thịt là bỏ vô liền. Phải chở liền. Thịt bỏ vô phải chở liền tay. Đây thì mình sẽ nêm luôn trong cái lúc này nha. Cho nó vừa ăn. Mình bỏ thịt ngọt. Bỏ đường, cái này không cần phải bỏ muối. Đường thôi. Đường nhiều quá không? Miếng chút xíu nè. Rồi, nãy cho nó săn lại đúng không? Ừ, nói chung là mắm này làm cũng khá là nhanh á. Vài bước rồi chúng ta xong rồi. Còn lại chúng ta để chỉ là hấp cho nó chín thôi. Hấp thì tầm nửa tiếng không? Nửa tiếng. Hấp là khoảng nửa tiếng là xong nha mọi người. Rồi chúng ta chuẩn bị trứng nữa. Thì trứng này mình sử dụng trứng vịt hả? Lần trước là trứng gà đúng không? Ừ. Đây mình sẽ sử dụng trứng vịt nha. Trứng vịt á, thì nó sẽ béo hơn khá là nhiều luôn á. Nói chung là khi mà làm món mắm này nên sử dụng trứng vịt, béo hơn nhiều so với trứng gà luôn. Ồ, chảy rồi. Trứng vịt thì nó béo hơn. Mình ăn nguyên ngày mình ăn 4 trứng. Ồ. 4 trứng. Khuấy lên đều đúng không? Ừ. Khuấy cho nó đều trước. Trứng này mình không cần nêm nha. Không cần nêm. Ừ, tại vì mắm nó đã nó có nêm sẵn rồi, mình chỉ đổ chứ thôi. Đánh thêm chút nữa không? Để tơ tơ vậy luôn. Cho tan nha, còn mấy cái chưa tan nha. Rồi, rồi. Đây mình sẽ dùng cái khay để mình lọc những cái xương ra nha. Rồi. Mắm cá linh đặc sản miền Tây ha. Ừ. Tính ra mấy người xưa mình nghĩ ra mấy cái món hay ha, ăn không hết để làm mắm chứ cái này và cá này cái mùa rồi tới mùa nó cá nó nhiều lắm, thường là chúng ta ăn tới đó là ăn không có hết, giá nó rất là rẻ luôn. Vậy thế là chế ra mấy cái món này nè để có thể để lâu được, tận dụng cái nguồn tài nguyên phong phú. Món này với này khô nhưng mà thường khô nó ăn không bằng này đâu. Cái bên Cần Thơ á, khi mà người ta bơm nước ra đó, nó lên cái sạch cái rô nhỏ rồi đó. Ừ. Người ta mừng mắm trơn luôn vậy. Chứ cá nhỏ bán sao mà kịp. Cá này nó mau chết dữ lắm. Đúng không? Mau chết lắm, nói chung là không xử lý không bán kịp là thua. Chỉ có thể làm mắm thôi. Mà làm mấy món này ăn ngon nha. Vừa ăn ngon có thể vừa để lâu được nữa. Đó, mắm này để rất là lâu luôn thì ăn chỉ cần chế biến gì là ăn là được hả. Đây là thịt nè. Thịt thơm quá. Thịt đổ trong đây luôn hả? Ừ. Trời ơi, mắm này thịt sẽ hơi bị nhiều quá trời thịt luôn. Cái tô mắm này là hơi bị dư đạm rồi nè.
Công nhận trứng vịt này nó ngon ha. Ừ. Quá trời ngon rồi. Nó vàng ôm. Trứng vịt ăn ngon lắm. Béo cực kỳ. Nhưng mà theo khoa học thì trứng vịt ăn nhiều nó không có tốt bằng trứng gà. Tại nên là nó béo quá. Cholesterol nhiều, trứng vịt này cholesterol nhiều lắm. Ai mà bị gút ăn này là dính cửa đi. Mình chuẩn bị đây một cái nồi hấp nha mọi người. Mình bỏ cái miếng này là miếng lót đi. Cái khay. Đó. Bỏ cái khay lên cho nó cao lên chút gì đó. Rồi mình đẩy để lên. Nửa tiếng hồ sau lấy ra ăn được. Vậy là xong rồi đó. Không có trộn nữa hả? Không. Ngộ rồi. Lấy nắp đậy là xong rồi, để trong nửa tiếng hồ là lấy ra là xong. Đơn giản, dễ làm, dễ ăn, ngon nữa. Đây, bên đây rau luộc nè mọi người. Đã chưa? Xanh chành luôn. Đó. Thì đây mình là chấm với mắm chừng là ngon cơm. Cái này thì mình sẽ lấy rau lan ra trước ha. Hôm qua thì chắc chút nữa mới chín. Bên đây thì mình sẽ chiên đậu hũ. Đậu hũ chiên thì mình sẽ chiên xả nha, xắt cái khoanh nhỏ nhỏ ra. Mình chiên, các bạn đừng chiên mà lố quá nó bị khô. Chiên vừa vừa thôi, vàng vàng được rồi. Rồi cái này lâu rồi đó, mình sẽ lấy ra nha. Tắt bếp. Cho mọi người thấy. Wow. Trời ơi. Đúng là sao nó phồng nó dữ vậy? Đúng là trứng vịt. Vịt này 3 trứng được rồi, này nhiều quá đúng không? Nhiều quá rồi đó. Lố trứng nè. Rồi. Đâu có, tùy theo vaccine này nó đâu ghi cấm ăn gì đâu. Ăn trứng. Vô mãi đi ngang đó mẹ, giờ tới chiều thích mà. Chiều không thích mai. Nói chung là có giờ nào ta kêu vậy đó. Có giờ nào là ta kêu vậy đó đó. Trời ơi, đã vậy trời. Ủa. Quá phê luôn. Lỡ cái tô mắm hồi nãy á, cho khúc hết cho dì ba rồi. Ngon. Mới ngon. Trời, trứng này nó dày quá. Vậy em ta. Thử nó dày luôn á. Ồ má ơi, nó dày một khúc luôn. Cái này trứng nhiều quá nha, thịt cũng nhiều nữa nè. Trứng. Nhưng mà ngon nha. Chấm nước hoa. Ngon. Ngon thịt đã thiệt, quá là thịt luôn. Chỗ cái cơm thì bán ra hủ được rồi. Đi cho bánh bò phải không? Không muốn rồi. Có gì cái chuyện nó trả nữa hả? Ờ, trứng vịt này béo. Ủ này dài, miếng bự vậy, mua ở đâu cũng được. Một cái lọ nhỏ, từ nó nay bán lời. Cái này con mua cái lọ luôn á. Ngủ này có chỗ con chim máu trai. Tiếng tự tiên mà hài mà đi. Ngon quá. Anh nằm ở ngủ chầu co chứ kia không. Cho này bữa nay nướng với cái gì cũng được. Mày sẽ nướng nhiều với ta. Trời ơi. Nằm ống nhiều.